Trường ơi. Hôm nay có ở đây ăn cơm không? Cơm này nó ít lắm. Thì hôm em sắp phải quán này anh trình ngồi ngồi gì ra để em ngồi đâu em đâu cơm nhá. Biết đâu cơm đấy? Vâng, biết. Rồi đúng rồi, em ngồi đâu cơm nhá. Vâng. Em ngồi cơm đi. Thoải mái đi. Anh em ăn cơm thoải mái nhá. Chờ anh em cứ thoải mái đi, không phải hôm nay nấu có ít cơm không? Ăn cơm. Ừ. Tình hình thì em sắp về mở quán này đấy anh ạ. Các anh thấy em về mở quán được chưa? Anh không hết đấy. Anh em này làm sao nhỉ? Đây, em ơi, đưa máy cơm. Trường cho xin máy cơm. Trường anh xin bát cơm Trường ơi. Anh gái, em không ăn nữa. Đây rồi. Anh lại cho mấy cơm. Cái gì này? Mày ngồi đâu rồi? Mày lấy, mày bỏ anh lấy à? Anh lấy mà em ơi. Mày quay, xong rồi. Cái gì thế này? Hít nhanh thế. Ê, chờ ăn cơm đi. Ngon phết anh. Ngon kìa. Thế thì chịu rồi.